Thưa quý vị, sau gần 5 tháng, kể từ khi Nghị quyết số 34 ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định khu vực nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hiệu lực, các địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khoanh vùng các vùng hạn chế chăn nuôi, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại huyện Hòa Vang. Huyện Hòa Vang tập trung nhiều khu vực chăn nuôi nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phần lớn là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi nông hộ và phân tán manh mún rải rác tại nhiều nơi. Trong khi đó, Nghị quyết 34 đã quy định rất cụ thể những khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn 9 xã của huyện. Tuy nhiên, theo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, qua khảo sát và rà soát, hầu hết các khu vực này từ trước đến nay đều đã không có hoạt động chăn nuôi. Vì vậy, việc triển khai nghị quyết trong giai đoạn đầu cơ bản tương đối thuận lợi. Để có cơ sở trình Ủy ban thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành cái nghị quyết số 34 này, thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố cũng đã có sự phối hợp rất là chặt chẽ với huyện Hòa Vang trong cái việc mà rà soát cái số lượng các hộ thực tế đang chăn nuôi. Thì qua rà soát thì ở Hòa Vang hiện tại có 9 trên 11 xã là có cái khu vực mà phải cấm chăn nuôi đến trước ngày 1/1/2025. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đang tiếp tục chỉ đạo các xã phối hợp với ngành chăn nuôi và thú y cơ sở đẩy mạnh vận động và tuyên truyền để người dân nắm hiểu rõ tinh thần của Nghị quyết 34. Mục tiêu quan trọng nhất là duy trì các vùng không được phép chăn nuôi đã qua rà soát, kiểm tra, nhưng đồng thời không được để phát sinh các hộ chăn nuôi mới tại các khu vực này trong thời gian tới. Đối với xã thì hiện nay cũng triển khai xây dựng kế hoạch và triển khai vận động tuyên truyền rà soát hết các hộ nuôi. Đa số các hộ nuôi trong cái vùng hiện nay là chỉ khu tái định cư Phú Quang Tây có một số hộ thì hiện nay cũng chăn nuôi, thì ban xã cũng rà soát và thông báo cái chủ trương theo nghị quyết 34 và triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch của mục 38 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chi cục nông nghiệp cũng tham mưu cho Sở Nông nghiệp, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành cái kế hoạch tuyên truyền cho người dân biết cái nội dung cái việc mà quy định cái chính sách chủ trương của thành phố về cái khu vực không được phép chăn nuôi. Thứ hai nữa là rà soát lại cái giao trách nhiệm cho các địa phương rà soát lại cái số lượng hộ cơ sở chăn nuôi trong cái khu vực mà không được phép chăn nuôi của thành phố để mà nhằm không được phát sinh cái cơ sở chăn nuôi mới từ khi nghị quyết có hiệu lực khi thi hành. Đối với các cơ sở chăn nuôi nông hộ hoặc trang trại mà qua rà soát kiểm tra vẫn còn trong khu vực hạn chế, sau khi nghị quyết có hiệu lực và thuộc diện di dời của chính quyền địa phương sẽ được hỗ trợ di dời đến địa điểm phù hợp theo quy định. Trong đó, hỗ trợ di dời chuồng trại cao nhất là 230.000 đồng một mét vuông, di dời đàn gia súc gia cầm cao nhất là 292.000 đồng một con. Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề đối với các hộ có nhu cầu. Chúng tôi sẽ là khảo sát lại một lần nữa để xác định cái số liệu chính xác tại thời điểm hiện nay, cái số hộ mà đang chăn nuôi tại thời điểm hiện nay để mình chốt cái số liệu chính xác. Đối với những cái hộ mà đã chăn nuôi trước cái thời điểm mà nghị quyết có hiệu lực thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động người dân là có cái giải pháp là di dời đi khu vực khác mà phù hợp hoặc là chuyển đổi ngành nghề sang cái ngành nghề khác. Câu chuyện quy hoạch các trang trại, các vùng chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao và theo chuỗi giá trị đã được thành phố Đà Nẵng quan tâm từ lâu nay nhưng chưa được triển khai đồng bộ. Vì vậy, Nghị quyết 34 ra đời sẽ là tiền đề rất cần thiết để thành phố quy hoạch lại hoạt động chăn nuôi trên địa bàn một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần vào chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030.